An ninh Điện Biên xin kính chào quý vị và các đồng chí. Trong chuyên mục hôm nay, sau trang tin phản ánh một số hoạt động nổi bật của công an tỉnh Điện Biên trong tuần qua, mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi phóng sự Một cách làm hay để đường thông hè thoáng. Như thường lệ, sau đây là nội dung chi tiết. Công an tỉnh Điện Biên vừa tổ chức khai giảng lớp thứ tư tập huấn trao đổi kinh nghiệm chuyên đề công tác quản lý nhân hộ khẩu với cán bộ chiến sĩ an ninh 6 tỉnh Bắc Lào. Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có Đại tá Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh. Trong những năm qua, Công an tỉnh Điện Biên và an ninh các tỉnh Bắc Lào đã tăng cường phối hợp ngày càng chặt chẽ và đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là công tác bảo đảm an ninh trên tuyến biên giới, quản lý xuất nhập cảnh, giải quyết tình trạng dân di cư tự do, phòng ngừa đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm. Tuy nhiên, thời gian qua tình trạng công dân di cư tự do xuất cảnh trái phép giữa tỉnh Điện Biên và các tỉnh Bắc Lào diễn ra khá phức tạp. Đây là nguyên nhân tiềm ẩn phát sinh các loại tội phạm. Lớp tập huấn trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ năng lực trong công tác tham mưu, quản lý nhân hộ khẩu, quản lý cư trú, phòng ngừa ngăn chặn tình trạng di cư tự do xuất cảnh trái phép và hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị nghiệp vụ trong phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, ma túy, hình sự, truy bắt đối tượng truy nã. Qua đó tạo môi trường xã hội ổn định phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của mỗi bên. Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, trong quá trình tập huấn, các đồng chí báo cáo viên cần thường xuyên trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, đưa ra nhiều ví dụ minh họa sinh động, dễ nhớ, dễ hiểu để lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ an ninh 6 tỉnh Bắc Lào tiếp thu kiến thức, áp dụng vào thực tiễn công tác tại địa phương. Các đơn vị chức năng phối hợp bảo đảm tốt công tác hậu cần, sức khỏe, các mặt công tác khác cho các học viên. Trước đó, Công an tỉnh Điện Biên cũng đã tổ chức khai giảng lớp tập huấn trao đổi kinh nghiệm chuyên đề công tác đấu tranh hoạt động tôn giáo trái phép và lợi dụng tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia với lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ an ninh 6 tỉnh Bắc Lào. Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có Đại tá Lò Văn Khụt, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Đại tá Lò Văn Khụt, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, những năm qua, Công an tỉnh Điện Biên và an ninh các tỉnh Bắc Lào đã tăng cường phối hợp trao đổi kinh nghiệm trong công tác thực tiễn, nhất là trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới, đấu tranh với các đối tượng hoạt động lợi dụng tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm hình sự, ma túy. Chính vì vậy, lớp tập huấn trao đổi kinh nghiệm công tác nghiệp vụ là nhiệm vụ hết sức quan trọng để nâng cao trình độ năng lực hiệu quả công tác cho cán bộ chiến sĩ của hai bên. Đồng chí yêu cầu trong quá trình tập huấn, hai bên cần thảo luận trao đổi chỉ ra những vấn đề khó khăn vướng mắc để áp dụng triển khai đạt hiệu quả trong thời gian tới. Đối với nội dung lớp tập huấn, cán bộ an ninh 6 tỉnh Bắc Lào sẽ được trao đổi và tập huấn 3 chuyên đề: kinh nghiệm trong nhận biết âm mưu hoạt động lợi dụng vấn đề tôn giáo của các thế lực thù địch, kinh nghiệm giải quyết một số tình hình phức tạp về an ninh tôn giáo, kinh nghiệm về công tác đảm bảo an ninh tôn giáo, từ đó nâng cao trình độ năng lực tham mưu giải quyết các hoạt động lợi dụng tôn giáo dân tộc xâm phạm an ninh quốc gia, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn của mỗi bên. Ngày 5 tháng 7, Công an tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cho cán bộ công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã năm 2019. Dự lễ khai giảng có Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo một số phòng công an tỉnh và cán bộ chiến sĩ tham gia lớp bồi dưỡng. Trong thời gian 10 ngày, từ 14 đến 24 tháng 7 năm 2019, 171 học viên là cán bộ chiến sĩ công an các huyện sẽ được tiếp thu các chuyên đề về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng cảnh sát nhân dân, công tác nắm xử lý tình hình liên quan đến an ninh trật tự, tiếp nhận tin báo, phân loại xử lý tin báo tố giác về tội phạm, công tác giải quyết vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra ở địa bàn cơ sở, công tác thông tin báo cáo trong công an nhân dân, kỹ năng nhận biết các loại hộ chiếu, giấy tờ đi lại có giá trị sử dụng hợp pháp tại Việt Nam, quy trình xử lý các tình huống xâm phạm an ninh quốc gia có liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn, công tác bảo đảm an ninh nông thôn, dân tộc, tôn giáo ở địa bàn cơ sở, công tác cấp quản lý chứng minh nhân dân, căn cước công dân, công tác đăng ký quản lý cư trú, quản lý ngành nghề, đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo, công tác phòng cháy chữa cháy, công tác xử lý vi phạm hành chính của lực lượng công an nhân dân, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và kỹ năng tiếp xúc với nhân dân, công tác phòng chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội và một số công tác nghiệp vụ cơ bản khác. Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh, yêu cầu các học viên tham gia lớp bồi dưỡng học tập nghiêm túc, tích cực trao đổi nhằm giúp cho mỗi cán bộ chiến sĩ nắm vững những quy định cụ thể về quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của công an xã, củng cố thêm kiến thức, năng lực chuyên môn để chủ động tham mưu với cấp trên thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các loại tội phạm,
giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở, góp phần tạo môi trường thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở vùng nông thôn, miền núi. Vừa qua, khối thi đua công an các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức sơ kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Lò Văn Cụt, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Với khẩu hiệu hành động, chủ động nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả vì nhân dân phục vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố đã đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc gắn với phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phong trào thi đua cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở. Công an các đơn vị đã tăng cường cán bộ chiến sĩ xuống cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu xây dựng các phương án kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội, các đoàn lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên. Nổi bật đã bảo đảm an toàn tuyệt đối lễ hội Hoa Ban, các hoạt động kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Điện Biên, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Trong 6 tháng đầu năm, công an các huyện, thị xã, thành phố đã điều tra làm rõ 177 trên 197 vụ phạm pháp về trật tự xã hội, đạt 90%, bắt giữ 218 đối tượng, phát hiện điều tra làm rõ 371 vụ, bắt giữ 438 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 12,8 kg heroin, 3,9 kg thuốc phiện, 5.451 viên ma túy tổng hợp và nhiều phương tiện công cụ khác. Đã lập hồ sơ và đưa 64 đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. Làm tốt công tác vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ, đã thu hồi 331 khẩu súng các loại, 1 quả bom, 4 quả đạn. Thực hiện tốt công tác tổng điều tra dân số trên địa bàn, tuyên truyền giáo dục luật giao thông đường bộ tại các địa bàn dân cư, trường học cho trên 39 lượt người, đã phát hiện xử lý 2.328 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước trên 1 tỷ đồng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và đoàn thể được quan tâm xây dựng, củng cố vững mạnh. Công tác lãnh đạo chỉ huy, quản lý điều hành, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu được phát huy. Nội bộ đoàn kết thống nhất, qua đó tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn huyện, thị, thành phố được giữ vững, ổn định. Thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm và kế hoạch xóa điểm tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công 2 chuyên án ma túy, bắt giữ các đối tượng phạm tội và thu giữ số lượng lớn ma túy. Khoảng 10 giờ 45 phút ngày 15 tháng 7 năm 2019, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực bản Tả Cố Kỳ, xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Cục Hải quan tỉnh, Công an huyện Mường Nhé, đồn biên phòng Leng Su Xìn và đồn biên phòng A Ba Trải đã phá thành công chuyên án 719P, bắt quả tang đối tượng Phan Văn Báo, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại Vàng Ma Trải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Khám xét đối tượng, tổ công tác thu giữ 10 bánh heroin, khối lượng khoảng 3,6 kg, một điện thoại di động và một xe máy. Lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ được đối tượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia chuyên án. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 13 tháng 7, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tại khu vực bản On, xã Nọng Luống, huyện Điện Biên, đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động công an huyện Điện Biên phát hiện một đối tượng nữ giới điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 27B1-21104 lưu thông hướng ra thành phố Điện Biên Phủ có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính, đối tượng không xuất trình được các giấy tờ theo quy định. Tiếp tục kiểm tra cốp xe máy của đối tượng, phát hiện hai bọc lớn được giấu trong túi ni lông có nhãn hiệu chè khô màu vàng, đối tượng nói là thuốc trừ sâu. Đang kiểm tra bất ngờ đối tượng bỏ chạy, tổ công tác đã truy đuổi khoảng 1 km thì khống chế bắt giữ được đối tượng. Đối tượng khai tên là Lò Thị Hịa, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú tại đội 18B xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Hai gói được giấu trong túi ni lông nhãn hiệu chè khô màu vàng là ma túy đá, có khối lượng khoảng 2,1 kg. Đây là số ma túy đối tượng mua tại khu vực biên giới, đang vận chuyển đưa đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ. Điều tra mở rộng vụ án, Công an huyện Điện Biên khám xét khẩn cấp và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lường Thị Lún, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại đội 2, và Nguyễn Đình Hòa, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại đội 4, xã Nọng Luống, huyện Điện Biên, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ thêm 18,32 gam heroin tại nhà Hòa. Được biết, đối tượng Lò Thị Hịa đã có một tiền án 15 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 15 tháng 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tổ chức ra quân thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát đối với xe ô tô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô trên địa bàn toàn tỉnh.
Thời gian qua, trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng, tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều diễn biến phức tạp. Đã có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra gây hậu quả đau lòng, nhất là các phương tiện vận tải hành khách và hàng hóa. Trước tình hình trên, Bộ Công an có điện số 495 ngày 4 tháng 7 năm 2019 và kế hoạch số 2842 ngày 5 tháng 7 năm 2019 của Cục Cảnh sát Giao thông về tổng kiểm soát phương tiện đối với ô tô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô. Công an tỉnh Điện Biên xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đợt tổng kiểm soát các phương tiện từ ngày 15 tháng 7 năm 2019 nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tập trung vào các lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông liên quan đến ô tô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô hoạt động trên tuyến giao thông đường bộ, như người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia, chất ma túy, vi phạm tốc độ, không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định, xe chở quá tải quá khổ, thiết bị an toàn không đảm bảo, điều kiện kinh doanh vận tải, người điều khiển và người ngồi sau xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, địa bàn trọng điểm, đường giao thông nông thôn, bảo đảm khép kín địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Thưa quý vị và các đồng chí, vấn đề giải tỏa hành lang, vỉa hè chưa bao giờ là cũ. Và nhiều năm nay, đây vẫn là vấn đề khiến cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng chức năng loay hoay tìm cách giải quyết. Điều đó cũng không ngoại lệ đối với các đô thị lớn như các thành phố trung ương hay thành phố Điện Biên Phủ. Thế nhưng mới đây, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ có một cách làm hay để giành lại vỉa hè, giúp đường thông, hè thoáng. Phường Mường Thanh là địa bàn trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, mật độ dân cư ngày một đông đúc. Nhu cầu mua bán trao đổi của người dân cũng ngày một tăng. Nhiều khu chợ cũng đã được xây dựng hoặc mở rộng để tiện cho cuộc sống sinh hoạt của người dân. Song có một nghịch lý đã và đang diễn ra, đó chính là việc người bán và người mua không vào chợ mà lấn chiếm hành lang vỉa hè lòng đường làm nơi mua bán, dẫn đến nhiều hệ lụy khôn lường. Ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Chí Thanh và đường Phan Đình Giót, hay thường gọi là ngã tư trường tiểu học Hà Nội Điện Biên Phủ, là một khu vực có mật độ giao thông đông đúc. Dù đang là thời điểm nghỉ hè, nhưng việc ùn tắc giao thông tại đây thi thoảng vẫn xảy ra bởi tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi mua bán hàng hóa. Trên cái địa bàn phường Mường Thanh thì là một cái địa bàn mà hoạt động kinh tế văn hóa chính trị là phường trung tâm của thành phố, nên là song song với cái việc mà hoạt động kinh tế văn hóa phát triển thì cái việc mà vi phạm lấn chiếm hành lang vỉa hè rồi là bán hàng hóa nhỏ lẻ trên hè phố cũng rất là phức tạp. Hiện tại thực trạng ở trên địa bàn phường Mường Thanh thì có một số những cái điểm nóng về vi phạm về trật tự đô thị là khu vực cổng trường Hà Nội Điện Phủ, khu vực sân vận động tỉnh và khu vực đường Nguyễn Chí Thanh, hay chúng ta vẫn gọi là đường 15m. Thì tại những cái khu vực này thì có những bà con người dân tộc bán những cái mặt hàng nông sản mà tự trồng trọt, tự sản xuất được, lấn chiếm hành lang vỉa hè, dẫn đến rất là nhiều những cái hệ lụy. Thứ nhất là nó ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, thứ hai là chiếm mất cái phần đường dành cho người đi bộ, thứ ba nữa là những cái rác thải mà trong cái quá trình mua bán rồi thải ra cũng gây ô nhiễm môi trường. Theo sự chia sẻ của đồng chí Nguyễn Thế Bắc, chúng tôi cũng đã mục sở thị tình trạng chợ tự phát tại khu vực này. Do tiện đường nên việc mua bán tại đây diễn ra thường xuyên, thậm chí có thời điểm tấp nập, và hầu hết là người bán là bà con dân tộc thiểu số với các loại nông sản. Người mua chủ yếu là cán bộ, công chức, tranh thủ đi làm về, tạt vào mua thực phẩm phục vụ cho bữa cơm gia đình. Và khi đã thuận tiện thì việc phát sinh chợ tại khu vực này chỉ còn là vấn đề thời gian nếu cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng không có cách giải quyết triệt để. Nếu phường Mường Thanh là một trong những phường trung tâm của thành phố và có các hộ thương kinh doanh buôn bán trên địa bàn rất là đông. Chính vì vậy về vấn đề về quản lý về trật tự đô thị, hành lang hè phố là một cái nhóm những vấn đề rất là cần thiết đối với phường. Trên thực trạng đối với các tình hình mà buôn bán hành lang trên hành lang vỉa hè thì rất nhiều điểm trên địa bàn phường người dân lấn chiếm hành lang vỉa hè để bày buôn bán hàng, đặc biệt là những buôn bán hàng nhỏ lẻ hoặc là biển quảng cáo gây cản trở cái giao thông, đặc biệt cái tuyến hành lang vỉa hè dành cho vào lòng lề đường dành cho người tham gia giao thông.
Chính vì vậy là phường trong thời gian gần đây đang tập trung vào cái việc mà ra quân để lập lại cái trật tự đô thị hành lang hè phố để đảm bảo cái an toàn giao thông cho mọi người tham gia giao thông. Thì phường đã phối hợp các lực lượng như đội giao thông thành phố và đội trật tự đô thị và công an phường và các lực lượng kể cả là các đoàn thể của phường cùng tập trung vào về công tác tuyên truyền và cái việc mà ra quân của các lực lượng là tiến hành xử lý thì đối với cái trường hợp mà vi phạm và tái vi phạm để làm thế nào lập lại cái trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn phường. Trước tình hình trên, lực lượng công an phường Mường Thanh đã họp bàn đưa ra vấn đề và cùng nhau tháo gỡ những vướng mắc. Với sự tâm huyết của mình, lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ công an phường đã có một sáng kiến, đó chính là huy động sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là các tổ chức chính trị xã hội để giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè trên địa bàn. Bởi nếu chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng thì vấn đề ở đây chỉ là đẩy đuổi thu giữ tài sản của người dân và khi lực lượng chức năng rời khỏi, đâu lại vào đấy. Nhưng khi có sự tham gia của các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân thì mục đích tiên quyết đó chính là vận động, tuyên truyền, thậm chí là tạo điều kiện để cho người dân buôn bán trong những khu chợ truyền thống trên địa bàn. Trước cái thực trạng như vậy thì về khâu công tác tuần tra kiểm soát ấy, thì hiện tại là công an phường chưa xử lý bất kỳ một trường hợp nào bà con dân tộc bán hàng hóa nhỏ lẻ trên hè phố. Kể cả cái việc thu giữ, công an phường cũng chưa làm cái việc đấy, mà chúng tôi bước đầu đang thực hiện công tác tuyên truyền, mong sao là bà con nhân dân hiểu được cái việc làm của bà con nhân dân là sai, là vi phạm pháp luật, để bà con nhân dân là đem những cái nông sản của mình vào những cái chợ của những cái chợ mà dưới sự quản lý của Ủy ban nhân dân các cấp, buôn bán ở trong đấy cho nó đúng nơi đúng chỗ. Còn một mặt thì là công an phường tham mưu với lại Ủy ban nhân dân phường huy động những cái đoàn ban ngành đoàn thể của phường vào để cùng thực hiện cái công tác tuyên truyền, cùng thực hiện cái công tác duy trì trật tự ở hành lang hè phố ở những cái điểm nóng ở trên địa bàn phường, và đồng thời là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền trên các cái phương tiện truyền thông, thậm chí là có thể là tuyên truyền cả trên những trang mạng xã hội của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố. Theo chân tổ công tác đặc biệt này vào một buổi, nhóm phóng viên chúng tôi đã thực chất thấy được cách làm đặc biệt của cấp ủy chính quyền và lực lượng công an phường Mường Thanh. Phường Mường Thanh đã chọn cách tìm tận nơi, tìm từng người để tuyên truyền, nhắc nhở, vận động, giải thích nhưng tuyệt đối không thu giữ những nông sản mưu sinh của bà con nhân dân. Nhiều người thấy lực lượng chức năng là vội vàng dọn hàng chạy như vỡ chợ, nhưng lực lượng chức năng vẫn tìm tận nơi để tuyên truyền, nhắc nhở, thuyết phục. Đến thời điểm này, dù rằng cách làm trên mới được thực hiện chưa đầy một tháng, nhưng ai cũng thấy rõ những thay đổi tích cực trên từng con đường, từng đoạn vỉa hè trên địa bàn phường Mường Thanh. Kết quả bước đầu là thế, còn duy trì được hay không thì lại là cả một vấn đề khác. Nhưng phường Mường Thanh cũng có giải pháp riêng, sáng tạo và gợi mở cách làm hiệu quả trong thời gian tới. Vì là trước đây phường đã ra quân rất nhiều lần và cái việc mà nó chỉ đảm bảo cái trong cái thời điểm ra quân thôi. Nhưng vừa qua phường đã xây dựng cái kế hoạch về cái việc mà sau ra quân nó là cái duy trì để đảm bảo liên tục. Tránh cái việc mà tái lấn chiếm thì phường đã có một kế hoạch riêng và phân công các lực lượng về cái việc duy trì ở các điểm mà thường xuyên mà xảy ra vi phạm của các hộ bán hàng trên hành lang vỉa hè để làm thế nào đảm bảo duy trì một thời gian dài. Và đặc biệt phường còn liên hệ với các điểm chợ trên địa bàn thành phố về cái việc mà tạo điều kiện cho các chỗ bán hàng, do là các hộ này họ có ý kiến là không có điểm bán hàng thì phường tạo điều kiện liên hệ với các chợ và để liên kết giữa cái người bán hàng và những cái chợ mà còn bố trí được những cái điểm bán hàng cho người tham gia kinh doanh buôn bán để tạo điều kiện cho họ có nơi vị trí bán hàng ổn định. Có thể nói, vấn đề giành lại lòng đường vỉa hè đã có nhiều nơi nhiều cấp thực hiện. Nhiều nơi cũng đạt được hiệu quả bước đầu nhưng về lâu dài lại không thực sự đạt hiệu quả mong muốn. Nhưng thực chất, thấy được sự quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với vai trò của các lực lượng chức năng, trong đó nòng cốt là lực lượng công an. Tin tưởng rằng trong thời gian tới, bà con nhân dân vẫn có chỗ mưu sinh và lòng đường vỉa hè vẫn thông thoáng. Điều đó không chỉ góp phần thay đổi bộ mặt đô thị mà còn thay đổi cả nếp nghĩ, nếp sống của mỗi người dân. Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục An ninh Điện Biên được phát sóng vào 20 giờ 30 phút tối thứ năm hàng tuần. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Kính chào và hẹn gặp lại. Người sáng chiến công quê hương ta còn mãi muôn đời. Tự hào công an nhân dân hết lòng. Hết.
ơi.